I'm just fine. Minya, thì sao? How are you? I feel very good. Good. Giang Dương nào? Giang Dương, are you new to the class? Can you hear me? Yes. So if you're new to the class, can you introduce about yourself? Just a brief introduction. My name is Giang. I'm 2 years old. It's located in Mỹ Phước Quốc, Bắc Cát Trong, Yên Province. I studied at Mỹ Thạnh Secondary School. Okay, so your name is Giang, and you're studying at a secondary school? Is Dương or Giang? Giang, yeah. Giang, okay, so your name is Giang. And you're a secondary school student, right? Secondary school. So do you have any hobbies? Do you have any hobbies? Có một sở thích nào không? No. No? Really? So where are you from? Like which city? No, which province? I'm from Bình Dương. Bình Dương. Okay, good. Okay, can you all see my screen? Can you all see my screen? Yep. Yeah. So in the previous lesson, we have learned these words, and these words are in the text. Minh Nhật hôm trước có đi học đúng nhỉ, Minh Nhật? Hôm trước là con học được có 30 phút thì con bị kiểu con bị trùng này kiểu. Thì cô đã dặn gì nhỉ? Khi mà con ra thì cô đã bảo là con về nhà con phải xem lại cái gì Minh Nhật? Xem lại cái video đúng không? Vậy thì con đã xem lại cái video đấy chưa? Con chưa có thời gian xem của. Okay, next time if you can prepare your time for my lesson, then you should join the class. Okay? Yeah. If not, you can quit. Diệu Anh, are you there? Can you hear me? Yes. Can you leave your camera on? Yes. Diệu Anh, have you learned all the new words by heart? Yes. Okay, now can you pronounce these words and tell me the meaning of each of them? In the box. Explore. Confess. Is that right? Explorer is a noun. Là gì nhỉ? Cái gì khám phá nhỉ? Explore là động từ nghĩa là khám phá. Còn explorer, nhà khám phá đúng không? Next, good. Melt, tan chảy. Melt. Mình không phải là melt mà là melt. Âm e nhá. Âm e hôm trước mình vừa mới học đúng không? Melt. Melt. Good, next. Frozen. What does that mean? Good. Sink. Chìm. Chìm đúng không? Life pot. Thuyền cứu sinh. Survive. Sống sót. Good. Vậy thì người sống sót tiếng Anh là gì? Survivor. Good. Storm. Bão. Wave. Sóng. Rescue. Giải cứu. Đúng rồi, very good. Thì ở đây mình sẽ có một số từ mới. Đầu tiên là explorer, là nhà khám phá, người đi khám phá đúng không? Melt là tan chảy. Frozen, đóng băng. Sink là chìm. Và the past of sink is, cái này sank là sunk, còn sank là verb
P2 nó cột thứ ba đúng không? Lifeboats, thuyền cứu sinh. Survive là sống sót và người sống sót thì là survivor. Storm là bão. Storm. Wave. Wave. If wave. Wave thì nó có hai nghĩa. Nếu như nó là danh từ thì nó là sóng, sóng biển ý, sóng nước ý. Còn nếu như nó là động từ thì nó là vẫy tay. Rescue. Rescue là giải cứu, giải cứu. Đi nhá. Okay, just wait. Đây, comment của đâu nhỉ? Đây, mình có từ này là nhà thám. Nhà thám phá này. Đấy, melt tan chảy. Ôi, bị gì nhỉ? Ui, nó không biết à? Okay, so there are some new words here. The first one. Explore. Là khám phá đúng không? Explorer. Nhà khám phá. Melts, tan chảy. Frozen, đóng băng đúng không? Sink, ở đây mình cái từ này mình học ở đây có nghĩa là chìm. Và verb past của nó sẽ là sank. Và cái verb P2 thế là sunk. Lifeboats. Lifeboats. Thuyền cứu sinh. Thuyền cứu sinh là những cái thuyền mà người ta chuẩn bị sẵn ở trên những cái tàu lớn ý. Để ví dụ như cái tàu để nó bị có trục trặc, có vấn đề gì đấy. Thì người ta sẽ dùng những cái thuyền lifeboats này để đi về bờ đúng không? Để thoát. Survive là sống sót. Sót. Survive là người sống sót. Storm là bão. Wave, danh từ của nó sẽ là sóng. Động từ của nó thì sẽ là vẫy tay. Vẫy tay. Rescue thì là giải cứu đúng không? Rồi bây giờ tất cả mở mic lên nào. Everyone please leave your camera on. À không phải cam mà là open your mic. Tất cả mở cam lên nhá, mở mic lên nhá. Và bây giờ cô sẽ đọc từng từ và các em sẽ đọc theo. Bởi vì đáng lẽ phần từ này thì hôm buổi trước mình đã học rồi, nhưng mà hôm nay chỉ có mỗi bạn Diệu Anh là bạn đã học cái phần này buổi hôm trước thôi, nên là hôm nay cô sẽ dạy lại luôn. Ok.
Okay, everyone, please open your mic. Tất cả mở mở mic lên nhá. Và sau khi cô nói, cô phát âm từng từ, các em sẽ phát âm theo. Sau đó thì cô sẽ gọi lần lượt từng mạt một để mình tập phát âm những cái từ mới này nhá. Okay, do you understand? Yeah. Em đã hiểu ý cô yes. chưa? Mm-hmm, good. Yeah. Okay, so first, explore. Tất explore. Good, explore. 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 Good. Explorer. Explorer. Good. Explorer. 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 Melt. 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 Mình chú ý là có âm L và âm T ở cuối chữ. Melt. Melt. Milk. Melt. Melt. Good. Melt. 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 Good. Frozen. 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 Không phải flow mà là frozen. Frozen. Good. Frozen. Frozen. Next. Sink. 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 Sank. 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 Đấy, mình đọc là sink, sank, sank, đúng không? Là sink là động từ ở hiện tại. Sank là verb past và sank thì nó là verb P2 hay còn gọi là verb participle, động từ ở cái cột thứ ba ấy. Đến đây tiếng động từ gì đó có ba cột đúng không? Cột đầu tiên thì nó là cái động từ thừa, cái động từ giữ nguyên là sing này, tiếp theo là động từ quá khứ và tiếp theo nữa là động từ quá khứ phân từ đúng không? Next, lifeboats. Lifeboat. Good, lifeboats. Lifeboat. Lifeboats. Lifeboat. Life. Good. Survive. Survive. Good. Survive. Survive. Mm-hmm. Next. Survivor. 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 Storm. 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 Wave. 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 Rescue. Có bạn nào đang đọc nó rất là bị ra bạc kéo âm ra ấy. Nó nghe rất là buồn, nghe nó rất là nó không có thanh thoát ý, đúng không? Nên là các em cố gắng mình đọc cái âm nó mượt hơn một tí nhá. Rescue. Rescue. Đấy. Rescue. 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 Good. Tí nào để cô. Okay, so who wants to try first? Bạn nào muốn thử đầu tiên à? Who wants to try first? Minh Nhật à? Minh Nhật. Vâng. Good. Minh Nhật nào? You start. Explore. Explorer. Good. Melt. Frozen. Sink. Sank, sunk, lifeboat, survive, survivor, storm, wave, rescue. Good, everything is perfect except from one word. Thì một từ sai là từ người sống sót thì mình đọc là survivor. Mình nhật nào? Survivor. Survivor. Mm-hmm. Survivor. 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 Good. Your intonation and pronunciation are both beautiful and quite native. You should keep up on that and improve. You know, you just need to improve your vocabularies
chỉ cần con chỉ cần mình nâng cao cái vốn từ vựng hơn nữa thôi, mình học càng nhiều từ mới nữa thôi. Chứ cái phần phát âm của Minh Nhật thì cô đánh giá là rất là tốt rồi, và cái cách phát âm cũng như là cái cách mà con nói thì nó cũng là native, là nó tự nhiên rồi, nên là cái đấy thì mình nên cố gắng phát huy nhá. Ok, next. Tuấn Anh nào, Tuấn Anh. Do you want to try? Yes. Explore. Explore. Melt. Frozen. Sink. Lifeboat. Survive. Survival. Storm. Wave. Rescue. 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 Your pronunciation is quite good, but there is just some problem with your ending sound. Con có một số vấn đề về cái âm cuối. Cái âm cuối mình phải nói rõ ra hơn một tí. Ví dụ như là chữ explore là khám phá, và chữ explorer nhà khám phá, thì cái âm ở cuối cùng cái danh từ ấy thì con phải bật nó ra hơn một tí, nói rõ ra một tí để mình phân biệt giữa hai cái từ này, đúng không? Hoặc là giống như chữ survive với là chữ survivor thì nó phải có cái sự khác nhau rõ hơn một tí. Với là cái chữ lifeboat đấy, lifeboat. Rồi bây giờ Tuấn Anh đọc lại một lần nữa cô nào. Đọc lại từ đầu của cô. You start from the first one. Explore. Explore. Melt. Frozen. Good. Sink. Lifeboat. Good. Survive. Survival. Survivor. Survivor. No, survivor. Survivor. Good. Storm. Next. Wave. Rescue. Okay, perfect. Nothing to fix. Ổn rồi. Tuấn Anh nói tức là cũng tiếp thu rất là nhanh, đúng không? Mình sửa rất là nhanh thôi. Thank you so much. Next. Let's see. Giang. Giang ơi, are you there? Can you hear me? Yes. Do you want to try or you need my help? Con có muốn tự phát âm lại những từ này không, hay là con cần cô đọc trước rồi con mới đọc sau? Để con đọc thử. Okay, that's fine. The first one, explore. Wine is my dot. Milk. Milk. Giang ơi, con đọc lại từ từ đầu tiên, và con sau con đọc xong một từ thì con dừng lại nhá, để cô sửa cho con đã. Đầu tiên là explore. Explore. Giang ơi, con thế nào nhỉ? Con có thể nói nó con thể nâng cái tông giọng con một tí không, bởi vì nó đang nghe hơi hơi buồn. Là nhỉ? Hơi nó cứ không đúng cái là nhỉ? Là cô nghĩ là con nên tăng cái nâng cái cách nói mình lên một tí để cho nó nghe nó không bị quá là trầm nhá. Mình đọc nào, explore. Explore. Bờ. Con đọc nào, bờ. Giang, con đọc bờ đi, bờ. Bờ. Con, can you speak louder? Con có thể nói to hơn không? Bờ. 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 Giang, are you there? Yes. Con có thể đọc to lên không? Bởi vì là khi mà con đọc âm, phát âm thì cô không nghe thấy cái gì hết. Và con mở cam lên cho cô nhá. Okay, leave your camera on, please. Mở cam lên để cô xem từ cái âm của con sửa như thế nào nào. Con đọc đi. Bờ. Chà. Bờ. Dạ.
Hello. Con đọc đi. Con đọc đi. Con có đọc được cái chữ L đấy không? L. Ừ, con đọc đi, con đọc đi cho cô nào. L. L. Đấy, đọc to lên nào. Sau lúc trả lời thì cô nghe rất to, lúc phát âm thì cô không nghe cái gì nhỉ? L. L. Giang ơi, anh như thế. Ừ, đọc lên nào. Floor. 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 Rồi, explore. 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 Sao cái chữ L, cái chữ L, con đọc chữ L, cô nghe nào, chữ L. 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 Explore. 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 Explorer. Explorer. Thấy cái chữ pl con có vấn đề gì ạ? Pl. 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 Đúng rồi, pl đấy. Explorer. 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 R. Con đọc R cô nào. R. R. Explorer. 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 Con ơi. Con sao những cái âm này của con nó bị sao nhỉ? Con đọc vào lời con nào. L. 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 R. 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 Explorer. Explorer. Better. Explorer. Explorer. Rồi, tốt hơn rồi nhưng mà vẫn cái âm này chắc là con phải về nhà mình phải tập cái âm L và âm R nhá. Đó là hai cái âm mà con cần tập nhất là cái âm L và âm R. Explorer. Okay, next tan chảy là melt. Melt. Hai cái hàm răng của con cắn lại với nhau và mình đẩy hơi từ trong họng ra. Đấy, melt. 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 Cái âm từ đấy mình đọc nhẹ nhàng thôi. Melt. Con đọc đi. Melt. Melt. Rồi next. Melt. Đóng băng là frozen. 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 Good. Next. Chim là sink. Sink. Good. The past của sink sẽ là sank. 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 And verb participle of it is sunk. Sunk. Con đọc đi. Sunk. Sunk. Đọc to lên. Good. Nào em phải lượm tạm là ta tắt hết nha. Đọc to lên. Okay, that's fine. Just focus on your learning. Thuyền cứu sinh sẽ là lifeboat. Lifeboat. Con đọc mấy âm này nào. Không. Cái âm này là khi mà cái
cái môi dưới của con nó chạm vào cái hàm răng trên và nó tạo ra một cái chỗ hở, khi con đẩy hơi ra thì nó sẽ thành cái âm. Con đọc đi. Life. Lifeboat. Boat. Good. Đấy, đọc được rồi. Lifeboat. Lifeboat. Good. Sống sót, động từ là survive. Survive. Ê, sir. Yeah. No. Âm, cái âm mà con, hai cái hàm răng con cắn lại vào nhau, con để hơi ra. Làm nào, con làm đi. Sir. Yeah. Sir. Yeah. Vive. Right. V nào. Tương tự như cái âm F lúc nãy, nhưng mà bây giờ cái âm từ cổ mình, âm mình đẩy ra thì cái cổ mình sẽ rung, thì thành ra cái âm này nó sẽ thành một cái âm rung nhá. Nào đi. Đọc đi. Đúng rồi. Survive. Survive. Đúng rồi, tốt hơn rồi. Người sống sót thì sẽ là survivor. Survivor. Good, better. Survivor. Survivor. Okay, next. Bão thì là storm. 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 Con đọc nào. Storm. Storm. Không, con phải đọc cái âm ở trước cho cô nào. Đọc đi. Storm. Storm. Không phải ton mà là tom. Storm. 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 Good. Storm. Storm. Con đọc đi. Storm. 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 Good. Đó, sửa rồi. Sóng sẽ là wave. Đấy, cái đuôi giống cái chữ survive. Wave. Wave. Good. Ngoài sóng thì nó có nghĩa là vẫy tay đúng không? Wave. Wave. Giải cứu sẽ là rescue. 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 Good. Bây giờ Giang đọc lại một lần nữa từ đầu đến cuối cho cô nghe nào. Please. Con mạnh dạn lên, không sao đâu. Please. Explore. Con đọc nào. Explore. Explore. Rồi, next. Explorer. 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 Cái âm, cái vấn đề của con là bây giờ con lại bị nhầm cái âm L với âm E R. Đấy. Explorer. Explorer. Okay, next. Than chảy là melt. Và chữ E này mình đọc là E luôn. Con chú ý nhá, chữ E này mình đọc là E luôn. Đọc là melt. Melt. Đấy. Frozen. Frozen. Good. Sink. Sink. Sank. 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 Không phải là ch, mà là k. Đấy là âm ca nha con. Sank. 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 Good, next. Lifeboats.
Life boat. Good. Next, survive. Survive. Next, survivor. Survivor. Okay, good. Next, storm. 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 Mm-hmm. Next, wave. Wave. Rescue. Rescue. Ừ, sửa âm đã tốt hơn rồi. Thì con, bởi vì con còn chưa nhớ nên là về nhà con phải học bài cũ kỹ hơn các bạn khác nhá. Thế và mình phải, con nhớ là cái âm L và âm R của con là hai cái âm con hình nhầm, nên là con phải sửa, con phải luyện cái L, L, R, R, luyện như thế nhá. Okay. So our activity today is skills time. Okay, so first look at the photographs. Look at the photographs. What do you see? Minh Nhật nào, Minh Nhật. What do you see in this photograph? Minh Nhật. I see a boat and I see a boat and many people are pulling it. Very good. Many people are pulling it. Tuấn Anh nào, Tuấn Anh. I can see a boat, a big boat. They are stuck in the ice. Good. And many people have to pull the lifeboat. Good. Diệu Anh nào, Diệu Anh. Diệu Anh. Can you guess what was the weather in this picture? Is calm. Is? I can't hear you. Diệu Anh, can you speak louder? Is calm. Oh, you guess the weather is stormy? Okay, now let's see. Now you listen to this audio about the amazing escape. Escape là cái sự thoát. Yeah, yeah. Nó escape nó giống như là một cái thoát một cái gì đấy. Mình gọi escape. Cái này nghĩa the amazing escape, right? Là cái sự thoát. Chắc là đây là thoát nạn. Tuyệt diệu chẳng hạn đấy. Thì bây giờ các con sẽ nghe cái audio của cái đoạn văn này, cái câu chuyện này, okay, of the story, and you will have 2 to 3 times of listening. Mình sẽ nghe 2 đến 3 lần đúng không? And what you have to do during your listening is that you have to underline the words you don't understand. Đầu tiên thì như thường lệ các con phải gạch chân những cái từ mà các con không biết. Đấy, các con gạch chân những cái từ các con không biết để sau khi các con nghe thì các con có thể hỏi cô ngay lập tức là cô ơi, well, what does this word mean? Đúng không? Nên hỏi cô là cái từ này có nghĩa gì luôn. And second, you have to imitate the pronunciation and the way the speakers the way the speakers speak. Nhưng là các con phải các con khi mà các con nghe thì cùng lúc với cái việc đấy thì các con phải cố gắng là mình sẽ bắt chước được cái cách đọc. Tức là ở đây người ta hay còn gọi là cái đó là cái phương pháp shadowing. Đó là các con bắt chước cái cách mà người đọc, cái người nói ở trong cái đoạn audio đọc cái câu chuyện này. Đấy. And the last thing you need to do is try your best to understand and guess the meaning of this story. Đấy, các con phải cố gắng hết mức mình vừa đoán nghĩa, mình vừa dịch nghĩa để mình hiểu xem thử là cái câu chuyện này nó về cái vấn đề gì nhá. Bởi vì ngay sau cái lần thứ ba nghe câu chuyện này thì đầu tiên cô sẽ hỏi con là những cái từ mà con không biết đúng không? Sau đó thì sẽ hỏi một số bạn các con đã hiểu gì sau khi mà các con nghe cái câu chuyện này. Okay?
Do you understand? Đã hiểu yêu cầu của cô chưa? Đã hiểu yêu cầu của cô chưa? Tuấn Anh nào, do you understand? Yes, I do. Yes. Okay. Giang nào, Giang, con đã hiểu yêu cầu của cô chưa? Dạ rồi ạ. Okay, good. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe nhá. Vâng. Audio 18. Các con đợi cô một tí để cô mở cái phần audio đã. Listening 83. Listen. 80. What? I hear that the audience say 83. Listening 80. Listen and read. The Amazing Escape. Ernest Shackleton was a... Hoàng Anh, cô mới vào à? Vâng. Thì bây giờ mình sẽ nghe cái đoạn văn này, sau đó thì con như thường lệ thì mình gạch chân những từ mới, sau đó thì mình bắt chước cách đọc của người nói và mình tóm tắt lại cái đoạn văn, cái câu chuyện này nói về vấn đề gì cho cô nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe nhá. Listening 80. Can you hear anything? Các con có nghe thấy cái audio đang nói gì không? Listen and read. Hoàng Anh, can you hear anything? Yeah. I'm good. Now we start. The Amazing Escape. Ernest Shackleton was a famous explorer. He wanted to explore Antarctica, and in August 1914, he left England. His crew of 28 men sailed on the ship the Endurance to the South Atlantic Ocean and then towards Antarctica. Almost one day's journey from their destination, the ship stopped because of the thick ice. So the crew had to wait on the ship for the ice to melt. But as the ice melted, the ship started to break. The crew left the ship and camped on the frozen ocean. Eventually, the Endurance sank. After months of living on the broken ice, the men could sail to land in their lifeboats. They landed on Elephant Island in April 1915. Shackleton decided to find help. He made one of the most dangerous journeys ever when he tried to return to the island of South Georgia. He and five other men survived storms and waves of 16 meters in one lifeboat. On landing, Shackleton and two men had to climb for 36 hours to find help. It took a further 3 months to rescue Shackleton's men from Elephant Island, but amazingly, all 22 men survived. Listening 80. Listen and read. The Amazing Escape. Ernest Shackleton was a famous explorer. He wanted to explore Antarctica, and in August 1914, he left England. His crew of 28 men sailed on the ship the Endurance to the South Atlantic Ocean and then towards Antarctica. Almost one day's journey from their destination, the ship stopped because of the thick ice.
so the crew had to wait on the ship for the ice to melt. But as the ice melted, the ship started to break. The crew left the ship and camped on the frozen ocean. Eventually, the Endurance sank. After months of living on the broken ice, the men could sail to land in their lifeboats. They landed on Elephant Island in April 1915. Shackleton decided to find help. He made one of the most dangerous journeys ever when he tried to return to the island of South Georgia. He and five other men survived storms and waves of 16 meters in one lifeboat. On landing, Shackleton and two men had to climb for 36 hours to find help. It took a further 3 months to rescue Shackleton's men from Elephant Island, but amazingly, all 22 men survived. Listening 80. Listen and read. The Amazing Escape. Ernest Shackleton was a famous explorer. He wanted to explore Antarctica, and in August 1914, he left England. His crew of 28 men sailed on the ship the Endurance to the South Atlantic Ocean and then towards Antarctica. Almost one day's journey from their destination, the ship stopped because of the thick ice. So the crew had to wait on the ship for the ice to melt. But as the ice melted, the ship started to break. The crew left the ship and camped on the frozen ocean. Eventually, the Endurance sank. After months of living on the broken ice, the men could sail to land in their lifeboats. They landed on Elephant Island in April 1915. Shackleton decided to find help. He made one of the most dangerous journeys ever when he tried to return to the island of South Georgia. He and five other men survived storms and waves of 16 meters in one lifeboat. On landing, Shackleton and two men had to climb for 36 hours to find help. It took a further 3 months to rescue Shackleton's men from Elephant Island, but amazingly, all 22 men survived. Okay, so do you all have any words that you don't understand? Minh Nhật nào? Minh Nhật. Destination. At destination. Destination. Destination là điểm đến. Okay. Chữ này nghĩa là điểm đến, đúng không? Almost one day's journey from their destination. Tức là một ngày, từ cái điểm đến họ, tức là gần một ngày, almost one day's journey from their destination. Gần một ngày cách cái điểm đến của họ thì cái thuyền này nó dừng lại, đúng không? Vậy thì ở đây destination nó là điểm đến. Okay, do you have any other words that you don't understand? Tuấn Anh nào, Tuấn Anh. Dạ con. Có từ nào mà con không biết không? Chưa. Không ạ. Hoàng. Oh, okay, good. Hoàng Anh thì sao, Hoàng Anh?
Can you hear me? Leave your camera on, please. Hoàng Anh. I have this. Is. Có từ nào con không hiểu nhỉ? Con không hiểu cái từ famous. Famous. Famous là nổi tiếng đúng không? Ernest Shackleton was a famous explorer. Thì là cái ông Ernest Shackleton này là một cái nhà thám hiểm, một cái nhà khám phá nổi tiếng, đúng không? Explorer. Nhà khám phá, nhà thám hiểm nổi tiếng đúng không? Ok, có từ nào nữa không nhỉ? Bạn nào không? À, Minh Nhật nào? Minh Nhật. Cái từ crew ạ. Từ gì nhỉ? Can you spell that? C-R-E. Từ nào nhỉ? C-R-E-W. C-R-E-W, crew. Crew ở đây, chắc crew ở đây thì là một cái nhỉ? Một cái đoàn, tức là... crew đây con có thể hiểu là nó là một cái đoàn đội, ví dụ như con bảo là flight crew thì nó là phi hành đoàn, tức là nó trên máy bay đúng không? Còn cái crew này thì nó trên thuyền thì nó là một cái đoàn, tức là gồm những cái người lái này, người thủy thủ này, rồi là vân vân, những cái người mà làm việc ở trên cái thuyền này thì mình gọi là crew. Yeah. Any other words? Diệu Anh nào, Diệu Anh, còn là từ nào mà con không biết không? No. No? Yes. Ở đây cô vừa mới nhớ ra là cái chữ explorer này, cái nghĩa mà nhà khám phá thì nó sẽ không chuẩn bằng cái nghĩa nhà thám hiểm đâu. Nên là ở đây mình, các con nhớ là cái chữ explorer thì nó sẽ là nhà thám hiểm, còn explore thì là thám hiểm. Khám phá thì cũng đúng, nhưng mà khám phá thì nó cũng không phải lúc nào thì nó cũng là đến những cái nơi mà nguy hiểm không ai biết đúng không? Thì có thể nói là khám phá thì mình sẽ dùng discover, còn thám hiểm explore nhá. Thì cái phần nghĩa tiếng Việt thì cô đôi khi là cô hơi nhầm một tí. Đấy. Nếu như mà các con không có cái phần từ mới nào mà mình cần dịch nghĩa nữa thì có bạn nào có thể nói cho cô là after listening to the audio, what do you understand from the story? Can anyone tell me the plot of the story? Giang nào? Giang? Do you yeah. understand anything about the story? I can know. Giang? Yes. Đọc lại cái bài này đúng không cô? Con có hiểu gì về cái bài này không? Con có hiểu là cái bài này, cái câu chuyện này nó đang viết về cái chuyện gì không? Không à? Minh Nhật nào? Minh Nhật? Dạ có ạ. So can you tell me what do you understand from the story? Ông Ernest Shackleton là một nhà thám hiểm nổi tiếng. Và ông ấy muốn khám phá cái Antarctica vào tháng 8 năm 1914. Và ông ấy đã rời khỏi nước Anh cái đoàn của ông ấy gồm có 28 người đi trên biển
đi trên một chiếc thuyền từ Adrians đến phía nam của đại dương Atlantis và đến thẳng đến Antarctica. Đúng rồi, đến châu đại dương đúng không? Vâng. Và trên trong lúc khám phá thì ông ấy đã gặp một số sự cố và ông ấy đã bị kiểu bị đâm vào một cái tảng băng lớn, tại tảng băng dày đúng không cô? Good. Thế là nó bởi vì một cái tảng băng dày thì nó không bảo là đâm hay là bị mắc kẹt ở đó, nhưng mà là cái tàu này nó dừng lại là bởi vì có một cái tảng băng lớn, tảng băng dày. Vâng. Good. Thì cái tảng băng đấy nó bị chảy ra và cái thuyền của ông ấy thì bị vỡ. Không? Vâng, ừ. Bị vỡ. Đoàn thì rời khỏi chiếc thuyền và nghỉ ngơi tại một đại dương bị đóng băng. Sau đó thì sau một vài tháng thì cái lớp băng đấy thì nó bị vỡ ra và những người đàn ông đấy đã đi tới đã dùng chiếc thuyền cứu sinh để đi tới hòn đảo Elephant vào tháng 4 năm 1915. Shackleton đã quyết định tìm sự trợ giúp. Anh ấy làm một điều nguy hiểm mà chuyến đi nguy hiểm nhất đúng từng rồi, có chuyến đi đúng nguy không? Từng có vâng. Good. Và anh ấy đã cố gắng trở về phía nam của Georgia. Georgia. Good. Georgia. Sau đó như thế nào nhỉ? Xong đấy anh cùng ông ấy cùng 5 thuyền viên khác đã sống sót qua cơn bão và những cơn sóng 16 mét vào ở trên chiếc trên chiếc thuyền cứu sinh. Đấy. Ở trên đảo thì Shackleton và hai người đàn ông đã leo trong vòng 36 giờ để tìm sự trợ giúp và nó đã mất tầm 3 tháng để giải thoát Shackleton và tất cả những người đàn ông ở trong một số người đàn ông ở trong đảo Elephant. Nhưng mà rất là ngạc nhiên rằng có tận 22 người đàn ông đã sống sót. Toàn bộ 22 người đều toàn sống sót. Đúng rồi. Không? Ok, good. Your reading is excellent. Đó, con đọc rất là tốt rồi. Đấy, mình dịch con hiểu hầu hết toàn bài rồi đúng không? Rất là tốt, rất là chú ý. Ok, so can anyone summary what happened in the story? Summary ở đây là gì? Không phải summary, summarize là tóm tắt. Tóm tắt là có chuyện gì đã xảy ra ở trong cái câu chuyện này. Tức là lúc nãy bạn Minh Nhật đã giúp cô dịch nghĩa sơ qua cái câu chuyện này rồi. Thì bây giờ có một bạn nào có thể nói cho cô là tóm tắt cho cô là cái chuyện gì đã xảy ra không? Hoàng Anh nào? Hoàng Anh, can you hear me? Hoàng Anh? No. Tuấn Anh nữa. Tuấn Anh, can you hear me? Dạ, con đây. Tóm tắt lại là ông đấy... Có chuyện gì đã xảy ra ở trong cái câu chuyện này? Ông ấy muốn đi... bỏ qua cái việc đi thám hiểm đi. Thì trong lúc mà ông ấy đi thám hiểm thì có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Ông ấy đã... Thì cái tàu đấy bị thế nào? Dừng lại ở trước một tảng băng. What happened to the ship? Cô đợi một tí ạ. What happened to the ship?
What happened to the ship? Cái ship vỡ ra. Stopped. Mm, good. Oh. And then it started to break. Good. Vì vậy thì, bởi vì có sự cố đối với cái thuyền đúng không? Tóm tắt là trong cái chuyến thám hiểm của Ernest Shackleton và 28 người nữa đúng không? Và cái đoàn của ông ấy gồm 28 người đấy trên con thuyền tên là Endurance. Thì cái con thuyền này trước khi đến được điểm đến thì nó đã dừng lại bởi vì băng dày và sau đó thì nó bị vỡ. Thì bởi vì vậy thì những người này phải cập bến vào một cái hòn đảo khác, đúng không? Và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó thì có ông ấy và 5 người nữa thì đã sống sót qua cái cơn bão và cái đợt sóng cao 16 mét chỉ ở trên bằng một cái con thuyền cứu sinh nó rất là nhỏ, đúng không? Đấy, và sau khi mà cập bến, tức là ông ấy và 5 người nữa cập bến thì những người này đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ và sau hơn 3 tháng thì tất cả 22 người đều còn sống, đúng không? Tức là cả cái phi hành đoàn 28 người này đều còn sống. Mặc dù là nó đã gặp rất là nhiều sự cố rất là nguy hiểm trên biển, đúng không? Đó là lý do vì sao cái câu chuyện này nó có tên là The Amazing Escape, cú thoát hiểm ngoạn mục, đúng không? Mình có thể dịch như thế, hoặc là cú thoát hiểm, nó quá tuyệt vời, amazing, đúng không? Ok, vậy thì khi mà mình đã hiểu cái câu chuyện này viết về cái gì và mình đã đọc nó bao nhiêu 3 lần rồi đúng không? Và một lần nữa là bạn Minh Nhật đã giúp mình dịch từ đầu bài đến cuối bài rồi. Thì bây giờ các con sẽ sắp xếp những cái câu ở trong này theo trình tự thời gian. Không. A. Most of the crew stayed on Elephant Island. B. The Endurance left England. C. The ship couldn't move in the ice and later sank. D. All the men from Elephant Island were rescued. E. Shackleton and 5 men went to South Georgia. Right? Now you all have 5 minutes to put all these sentences in the correct order. Đấy, bây giờ tất cả các em có 5 đến 7 phút để các em ghép những cái câu này về cái vị trí đúng trật tự theo thời gian của nó. There's one example. The first one is the Endurance left England. Là con thuyền tên là Endurance này thì nó rời nước Anh, đúng không? Thì đó là cái mốc thời gian đầu tiên. Thì những 4 cái câu còn lại thì bây giờ các con phải sắp xếp xem được là sau cái hành động nào đến trước rồi mới đến những cái hành động sau, đúng không? Ok, now you have 5 minutes. Tất cả cùng làm nhá. Nhưng mà các con đừng có gửi cái phần đáp án vào phần chat box cho cô. Bởi vì lát nữa thì sau khi tất cả cùng làm rồi thì cô sẽ gọi lần lượt từng người và sắp xếp đáp án. Được không? Ok. Do you understand my requirements? Giang ơi, con đã hiểu cái yêu cầu của cô chưa? Giang? Yeah, cô. Okay, good. Yeah, Siêu Anh? Siêu Anh, do you understand? Tuấn Anh thì sao? Đã con hiểu rồi ạ. Okay, good. Nếu như không hiểu thì con nói cô để cô giảng một lần nữa nhá. Đấy, thì bây giờ con hãy sắp xếp cái trình tự này theo cái đúng cái trật tự của nó, trật tự thời gian nhá.
Okay, have you all finished? Have you all finished? Con đã viết xong bài chưa? Ờ, đã làm xong chưa? Yeah. Okay, good. Vậy thì Minh Nhật nào, đầu tiên nào. Number two, what is your answer, number two? Number two, my answer is C. Good. After the Azurans left England, the ship couldn't move in the ice and later sank. Đúng không? Ở đây này, sau khi mà nó đi đúng không? Thì the ship stopped, they couldn't move because of the thick ice. Đó. Thì then, but as the ice melted, the ship started to break. Đấy, đó thì đấy chính là cái câu mà the ship couldn't move in the ice and later sank. Okay, now number three. Diệu Anh nào? Diệu Anh, are you there? Yes. Number three, what is your answer? I think A. A? Okay, good. Number three is A. Then most of the crew stayed on Elephant Island, đúng không? Sau khi này thì they landed on Elephant Island. Đấy. Sau đó thì ông này và 5 người nữa mới vượt biển để đi. Vậy thì số người còn lại hầu hết thì đều ở Elephant Island. Good. Now number four. Hoàng Anh nào number four? Hoàng Anh nào, number four. That is, E. E, good, number four, E. Thực ra ở đây thì cái A và E thì các em vẫn có thể thay đổi cho nhau. Bởi vì là, thế nào nhỉ? Năm người này đi thì most of the crew nó vẫn ở lại cái thuyền này. Mà nếu như năm người này chưa đi thì thế nào nhỉ? Không, nếu như các em bảo là most of the crew, nếu như bảo là hầu hết cái phi hoặc cái đoàn này nó ở lại thì cái việc cái y này này nó phải xảy ra trước, đúng không? Còn nếu như mà cả 6 người này đều ở lại thì bảo là tất cả cái đoàn này nó ở lại, all of the crew, đúng không? Nên là các em phải đổi chỗ của A, của y và A nhá. Cái y này sẽ xảy ra trước. Đấy, y này sẽ xảy ra trước. Đây, cái này là 3 này. Đây, cái này là 4. Đúng không? Thì khi mà có người đi rồi thì người ta mới bảo là hầu hết cái đoàn này nó ở lại. Đúng không? Còn nếu như mà người ta chưa đi, cái ông Shackleton này và 5 người khác chưa đi, thì người ta sẽ bảo là hầu cả cái all of the crew này stayed on Elephant Island. Đúng không? Okay, the last one. The last one. Tuấn Anh nào? Good. Tuấn Anh. All the men from Elephant Island were rescued. Good. All the men from Elephant Island were rescued here. But amazingly, all 22 men survived. Đúng không? Đây, rescue. Đây, đã rescue được đây. Đấy, vậy thì cái này cũng là cái hành động kết thúc của cái chuỗi này. Okay, so now we move to listening section. First, can you guess what is happening in four pictures? Picture A. Hoàng Anh nào, picture A. Can you guess what happened in this picture? Hoàng Anh, are you there? Yeah. Uh-huh. Can you guess what happened in picture A? Is the man see half by a lifeboat? Is that a lifeboat? It's a house of creed by lifeboat. Maybe. Okay, maybe you're right. Okay, B. Picture B. Tuấn Anh nào, Tuấn Anh, can you guess what happened in picture B? I think they are playing football. Okay, they're playing football in this picture. Okay, what is the weather like in this picture? What is the weather like? Snowy. Snowy, good. Now C. Picture C. Diệu Anh nào, Diệu Anh, can you hear me? Yes.
In picture C, can you guess what happened in picture C? What is he doing? He touched his hand. He touches his hand. Can you guess why? Why does he do that? I don't know. You don't know. Okay, just Minh Nhật, can you guess? He do that to keep warm. Oh, maybe he does that to keep warm. Okay, good. D, Giang now. Giang, can you hear me? Yes, I can. Mm-hmm. Can you guess what are they doing in picture D? They cook. They cook. They cook fish. Good. Okay. Thì bây giờ mình sẽ nghe và đánh số những cái đánh số thứ tự những cái hành động xảy ra nhá. Nó tương tự như cái câu trên, thì ở đây mình phải put pictures in the right order, là mình phải sắp xếp những cái bức tranh này theo cái trình tự được nói ở trong cái audio nhá. Và dựa trên những cái việc mà mình đã dự đoán xảy ra trong cái bức tranh này thì mình sẽ tức là cái việc mà mình khi mà mình nghe cái gì thì cái việc mà mình đọc qua cái nội dung của nó và mình dự đoán cái nội dung của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình trong cái việc nghe, đúng không? Bởi vì là không phải lúc nào mình cũng nghe được hết cái lời của người ta nói, mà mình cũng phải có cái việc đoán ở trong đấy, đúng không? Nên là cái việc dựa vào cái hình ảnh mới giúp mình dễ hơn trong cái việc mà hiểu được là người ta đang nói cái gì. Đấy. Thì bây giờ các con sẽ nghe hai lần nhá, và mình sẽ put those pictures in the right order, là mình sẽ sắp xếp những cái bức tranh này. Và lần đầu tiên thì các con sẽ nghe, và lần thứ hai thì các con sẽ viết lại càng nhiều càng tốt những gì mà các con nghe được từ những bức tranh, là nghe được là người ta đang làm cái gì, nó có đúng với cái dự đoán của các con hay không. Các con hiểu chưa? Do you understand? Hiểu chưa? Yeah. Okay, good. Listening 81. Listen and number. Life on Elephant Island. Number 1. The rest of the crew of 22 men stayed on Elephant Island. They waited for several months to be rescued. The island was frozen and extremely cold. They made houses from their lifeboats by turning the boats over and making windows. Number 2. It was difficult to find food on the frozen island. They ate meat from penguins, seals and fish and cooked it on a fire. But they were hungry a lot of the time. Number 3. It was very, very cold. The men had problems with frozen fingers and feet, and so they had to do lots of exercise to keep warm. The men had to be brave when they were hurt, sad or hungry. Number 4. They tried to be happy and believe that they would be rescued. They sang songs together about their friends. And they played lots of games to stay warm and happy. Đấy, thì sau khi nghe lần 1 rồi thì các con đã nhà mình đã sắp xếp được bức tranh rồi, đúng không? Thì bây giờ lần nghe thứ hai thì các con phải cố gắng mình viết ra được tất cả những gì mình càng nhớ càng nhiều càng tốt, để khi mà cô hỏi là vì sao con lại chọn bức tranh đấy thì mình có thể xem thử mình đầu tiên là đã đúng với cái dự đoán của mình chưa, và thứ hai là xem thử là mình có nghe được những gì mà người ta nói hay không, đúng không? Ok. Listening 81. Listen and number. Life on Elephant Island.
Number 1. The rest of the crew of 22 men stayed on Elephant Island. They waited for several months to be rescued. The island was frozen and extremely cold. They made houses from their lifeboats by turning the boats over and making windows. Number 2. It was difficult to find food on the frozen island. They ate meat from penguins, seals, and fish and cooked it on a fire. But they were hungry a lot of the time. Number 3. It was very, very cold. The men had problems with frozen fingers and feet, and so they had to do lots of exercise to keep warm. The men had to be brave when they were hurt, sad, or hungry. Number 4. They tried to be happy and believe that they would be rescued. They sang songs together about their friends, and they played lots of games to stay warm and happy. Okay, number 2. Can anyone help me? Number 2. Hoàng Anh nào? Good. Hoàng Anh nào? Number 2. Okay. They eat food, eat meat from penguins, seals, and fish, and cook it on the fire. Good. Your listening is perfect as always. Thank you. Now number 3. Tuấn Anh nào, number 3. Number 3 is letter C. Okay. The men have a problem with their finger and their toes. Their finger and their feet, they are frozen, right? Yes. Okay, so what did he do? What did they do? What did they do to keep warm? They keep doing exercise to get warm. Good, they do exercise. Uh-huh, good. Thank you so much. Now, number 4. Number 4. Bạn nào nào? Bạn nào muốn làm câu số 4 nào? Cho con đi cô. À, con đã làm một câu rồi đúng không? Bây giờ mình phải để dành cái lượt đấy cho các bạn nào. Giang nào? Giang, can you hear anything? Number 4? Yes. Okay, B. Number 4, what is your answer? B, good. Okay, what did you hear? They play football. They play games? Football. Okay, any other than that? Anything other than that? Con nghe được gì nữa không? No, I can't. Nope. Minh Nhật nào, Minh Nhật. Minh Nhật nào? Bức tranh bi là số 4 ạ. Và okay. Những người what đó can... thì cần the people trying to happy. They sang many songs. What? And? Gì nữa and ngoài they sang many songs and play games to stay warm and happy. Good. Play games. Your listening is perfect too. Okay, good. Vậy thì cái này là 4 đúng không? Okay, thank you so much. Bây giờ mình sẽ nghe lại audio này một lần nữa và mình sẽ làm cái bài 2 này là listen again and circle. Now you have circle. Now you have to circle the right answer, okay? So this time you only listen once. Listening 81. Listen and number. Life on Elephant Island. Number 1. The rest of the crew of 22 men stayed on Elephant Island.
They waited for several months to be rescued. The island was frozen and extremely cold. They made houses from their lifeboats by turning the boats over and making windows. Number two. It was difficult to find food on the frozen island. They ate meat from penguins, seals, and fish, and cooked it on a fire. But they were hungry a lot of the time. Number three. It was very, very cold. The men had problems with frozen fingers and feet, and so they had to do lots of exercise to keep warm. The men had to be brave when they were hurt, sad, or hungry. Number four. They tried to be happy and believe that they would be rescued. They sang songs together about their friends, and they played lots of games to stay warm and happy. Hey, number one, what is your answer? Huang Anh, number one. Number one, I answer. Tuấn Anh nào, number one, what is your answer? Can you help him? 22. Good, 22. There were 22 men. Bởi vì như đoạn trên thì mình cũng đã đoán được là có 6 người đã đi để tìm giải cứu rồi đúng không? Okay, now number two. Diệu Anh nào, Diệu Anh, can you hear me? Yes. Okay. I think fish. But they ate fish. Now number three. Number three, Zhang now. Number three. The man did exercise to be warm. But the man did exercise to be warm. Now number four. Number four. Minh Nhật now. They sang songs about their friends. But they sang songs about their friends. Okay. Ở đây thì sau khi mà có thời gian thì cô sẽ nhắc qua một số cái cái phần lý thuyết về phần văn viết. Thì thực ra là bây giờ các con chưa viết, mình chỉ viết những cái đoạn rất là ngắn thôi đúng không? Nhưng mà khi mà các con lên những cái bậc lớn hơn thì mình sẽ phải viết những cái bài tiểu luận nó khoảng 200-250 từ. Đấy nên là mình học từ mình từ giờ thì cô sẽ dựa theo cái sách thì lâu lâu mình sẽ có lồng vào một số cái kiến thức ngữ pháp, kiến thức của cái văn viết đấy. Thì ở đây người ta bảo là the first sentence of each paragraph is important because it tells you what the rest of the paragraph is about. It is called a topic sentence. Đấy, thì là cái câu đầu tiên, the first sentence, câu đầu tiên của mỗi đoạn văn thì nó rất là quan trọng. The first sentence of each paragraph is important. Bởi vì nó cho mình, cho các con biết rằng là cái phần còn lại của cái đoạn văn đấy nó sẽ là như thế nào, nó sẽ về cái vấn đề gì đúng không? Thì đó là nhờ cái câu đầu tiên. Ví dụ như cô bảo là bây giờ thì cô sẽ giới thiệu về bản thân mình, thì các con biết là cái đoạn tiếp theo cô nói thì nó sẽ là để giới thiệu về bản thân cô, những cái nội dung, những cái mặt, những cái điều về bản thân cô đúng không? Hoặc là ví dụ cô bảo là gia đình tôi có 5 người, thì từ đấy các con sẽ hiểu là những câu tiếp theo thì cô sẽ nói về gia đình của cô đấy. Thì đó là cái việc lý do vì sao là cái câu đầu tiên nó lại quan trọng, bởi vì là nó giống như là bề mặt của cả cái đoạn văn đúng không, nó nói lên cái nội dung chính của cái toàn bài đấy. Và cái câu này người ta gọi nó là topic sentence. It is called a topic sentence. Đó, cái câu đầu tiên của đoạn văn thì người ta nói nó là topic sentence. Đó. Thì ví dụ như cái câu này, đấy,
Ví dụ này, Ernest Shackleton was a famous explorer. Thì cái câu Ernest Shackleton này là cái câu mà nói ông này là một cái nhà thám hiểm nổi tiếng này, thì nó là một cái topic sentence của cái đoạn đầu tiên. Tức là khi mà nói về nói rằng ông này là một cái nhà thám hiểm nổi tiếng thì con biết rằng là tiếp theo thì nó sẽ nói về cái ông này và những cái chuyến thám hiểm của ông ấy, đúng không? Đấy. Không có bài nào nữa. Ok, vậy thì bây giờ cô sẽ nhắc về cái phần bài tập về nhà của các em. Thì có một cái phần speaking mà mình chưa kịp làm xong. Đấy, interview a survivor from Elephant Island. Đấy, thì nhiệm vụ về nhà của con là gì? Các con phải đóng giả là một người ở trong cái đoàn, ở trên cái con thuyền đấy. Các con phải đóng giả là một cái người mà đã sống sót ở cái hòn đảo Elephant này. Đấy, và sau đó thì các con sẽ tự viết một cái đoạn văn để nói về những cái ngày tháng mà mình ở cái hòn đảo, cái Elephant Island này. Sau đó các con nói qua cái video, không? Ví dụ như là các con tường thuật qua mạng vậy. Không, vậy thì trong cái bài nói của các con nói về những cái quãng thời gian mà các con đóng làm cái người mà sống sót ở cái hòn đảo, cái Elephant Island này, thì con sẽ nói về những cái vấn đề mà người ta cho sau là how many months were you there? Các con đã ở đó bao nhiêu tháng này? Two, how did you feel? Là khi mà con ở cái hòn đảo này thì con cảm giác như thế nào? Ví dụ con cảm thấy là bored, con thấy buồn chán này, hoặc là con cảm thấy là scared, con sợ hãi đúng không? Không có ai đến cứu này, không có cái gì ăn này. Hoặc là con bảo là sad, con buồn bởi vì là con nhớ gia đình này, đúng không? Con nhớ cuộc sống của con khi mà đang ở đất liền này, vân vân. Không? Number three, where did you live? Là con sống ở đâu? Thì con có thể lấy cái nội dung ở trên bài nói là I lived in a house made from lifeboats. The lifeboat is turned over and we made some windows for it. Là gì? Chúng tôi sống ở trong cái thuyền cứu sinh. Cái thuyền này nó được lật ngược lại và chúng tôi làm một số cái cửa sổ cho nó, đúng không? Hoặc là con có thể bảo là con cái này con không nhất thiết là con phải làm giống như trong bài, mà con có thể tự bịa ra là con bảo là I lived in a cave chẳng hạn, con sống trong cái hang, đúng không? Hoặc là các con có thể bảo là I lived in a tent, sống trong một cái lều cũng được, đúng không? Number four, what did you do? Thì tương tự như trong bài thì con có thể bảo là I did exercise to be warm. I sang songs with my friends. I caught fish and penguins to eat, or I play games such as football with my with my friends to keep fit and to feel happy. Đó thì các con gì, bắt cá, bắt chim cánh cụt để ăn này, rồi là mình chơi thể thao để mình vui và mình khỏe hơn này, hoặc là các con bảo là hát với các bạn của mình này, vân vân, đúng không? Có rất là nhiều, các con có thể tự tạo ra hoặc là mình dựa theo cái bài nghe lúc nãy. Five, what did you eat? Đấy thì con có thể bảo là I eat fish, penguins, vân vân, đúng không? Con thể ăn cá này, rồi ăn chim cánh cụt này, vân vân. Hoặc là con có thể bảo là ở trên những cái hòn đảo mà nó đóng băng như thế này thì thực ra là không có gì ăn đâu, ngoài cá đóng băng. Cá không phải cá đóng băng mà là những cái mặt hồ khi mà nó đóng băng ý, thì hoặc là mặt biển đóng băng ý, thì các con có thể bắt cá ở dưới cái lớp băng đấy. Đấy thì thường là ở những cái nơi như thế này thì mình chỉ có thể ăn cá thôi, vân vân. Thì các con có thể make up, con có thể bịa ra, đúng không? And six, what happened in the end? Là cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Cuối cùng thì các con có được cứu hay là không? Đúng không?
cuối cùng thì các con được cứu như thế nào, được cứu bởi ai chẳng hạn, thì các con có thể made it up, các con cứ bịa ra, các con cứ thỏa sức sáng tạo những gì mà các con muốn. Thì các con cứ xem như là đây là một cuộc đối thoại, mình đang kể cho người ta rằng là những cái tháng ngày mà mình là một người sống sót từ cái hòn đảo này, đúng không? Thì mình đang kể lại những cái ngày tháng mà mình ở cái hòn đảo này thì mình như thế nào, mình làm cái gì, và sau đó thì cuối cùng chuyện gì đã xảy ra đối với mình được cứu như thế nào chẳng hạn. Đấy, thì 6 câu hỏi này chính là những cái gợi ý cho các con. Và các con nhớ là toàn bộ cái bài nói này mình sẽ dùng ở thì quá khứ. Bởi vì chỉ khi mà mình về, mình thoát khỏi cái hòn đảo này rồi, đúng không? Thì mình mới có thể quay video lên và nói như thế. Thì đây là mình khi mà mình kể lại cái câu chuyện mà mình đã trải qua rồi thì mình sẽ dùng hoàn toàn ở thì quá khứ. Các con đã hiểu yêu cầu của cô chưa? Đã hiểu yêu cầu của cô chưa nhỉ? Yes. Ừ. Bài tập của mình thì các con sẽ quay và gửi lên cái các con sẽ quay và gửi lên cái trang Facebook trường Anh ngữ Giang Tip với cái hashtag là C1 nhá. C1 nhá. Ok. Yeah. Nếu như các con đã hiểu cái yêu cầu của cô rồi thì goodbye everyone and have a good night. Goodbye everyone. Goodbye. Goodbye. Okay, goodbye everyone.